chương trình có vợ chồng Hồng Phượng đã bay màu. Bị nhắc nhở chuyện mang giày lên núi, lệ quyên phản ứng thế nào? Nối tiếp Ngọc Châu, một á hậu bị réo gọi chuyện gian dối học vấn. Hậu tin đồn yêu đương, hòa hậu thiên ân phát la đi du lịch chung nhưng né nhau. Tháng túi công khai người yêu mới hậu ly hôn lần hai. Son Chai Chin tái xuất sự kiện thời trang thần thái ra sao? Coco Lee giải quyết ổn thỏa vấn đề tài sản trước khi qua đời. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với giải trí iBis nơi cập nhật những tin tức nóng và nhanh nhất. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết. Chương trình có vợ chồng Hồng Phượng đã bay màu. Thưa quý vị, liên quan đến ồn nào cấm sóng tẩy chay nữ nghệ sĩ Hồng Phượng. Thời gian vừa qua thì trước làn sóng dữ dội của dư luận, một đài truyền hình có tiếng đã phải gửi thư ngỏ đến khán giả. Tuy nhiên điều này vẫn không thể xoa dịu dư luận và cuối cùng thì chương trình có sự xuất hiện của vợ chồng Hồng Phượng đã phải bay màu khỏi các nền tảng. Điều này là hệ quả cho những tranh chấp tài sản giữa mẹ con sao nữ và chị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Như Ibis đã đưa tin trước đó thì Hồng Phượng khi đón nhận điều này đã bày tỏ sự bức xúc. Cô dành dấu hỏi lớn cho những ai đang công kích mình bởi bản thân cho rằng mình không hề sai. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến danh dự, danh tiếng của cậu Vũ Linh. Tôi thấy mọi người đang đánh giá đạo đức người khác từ những lời nói không có căn cứ. Từ trước đến nay, đạo đức trong lối sống và cách làm nghề của tôi chưa bao giờ gặp phải điều tiếng. Tuy nhiên, sau khi đám tang của cậu, mọi người lại đánh giá tôi lại sống sai, không có đạo đức. Vậy mọi người đang dựa vào đâu để đánh giá tôi thiếu đạo đức? Thậm chí Hồng Phượng còn nhấn mạnh giá trị của mình với nghề nghiệp và câu chuyện kia mang tính cá nhân mà thôi. Đây là câu chuyện của gia đình tôi, tại sao khi cả gia đình vừa phải chịu nỗi đau mất người thân thì nhiều người lại quay ra công kích tôi và mẹ tôi. Tôi là đứa cháu gái mà cậu tin tưởng sẽ theo đuổi nghề thì giờ đây lại bị vùi dập. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn. Hiện tại mọi nhất cử nhất động của Hồng Phượng đều nhận về sự quan tâm chú ý lớn từ công chúng. Bị nhắc nhở chuyện mang giày cao lên núi lệ quyền phản ứng thế nào? Trên trang cá nhân mới đây thì Lệ Quyên đã đăng tải loạt ảnh check-in đồi núi thuộc khuôn viên một vườn quốc gia tại Mỹ. Nữ ca sĩ diện trang phục khá là thoải mái cùng với chiếc áo crop top và chân váy ngắn cùng màu, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Thân thái sang chảnh của Lệ Quyên đã nhận về vô số sự khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên thì một netizen lại bất ngờ để ý đến chi tiết mang giày của Lệ Quyên và để lại bình luận. Treo núi mà mang quốc cao thế kẻo bị té, anh ấy chụp không kịp đâu không lâu sau đó thì giọng ca mong manh tình về đã có động thái đáp trả chỉ để chụp ảnh mình tính lần sau đi cả cà kheo nếu được có thể thấy là lệ quyên của hiện tại không còn gay gắt như trước dù vẫn phản hồi cư dân mạng nhưng mà cô nàng đã chọn cách nhẹ nhàng hơn trước đó lệ quyên đã gây chú ý khi có những chia sẻ khẳng định giá trị của tình trẻ lâm bảo châu chúng ta đều thừa bản lĩnh ngồi xuống nói thẳng nên dừng lại khi không còn đủ cảm xúc bên nhau nữa cũng còn một số người cố gắng cho bạn sự rè rúm được lấy ra từ chính bản chất của họ khi bạn bên cạnh mình ngay từ đầu điều đó đã không hề quan trọng khi chúng ta nắm tay nhau bước ra cuộc sống này người bình thường nhất cũng hiểu một điều một người như tớ sẽ chẳng bao giờ chọn người không có giá trị tầm thường chúng ta không cần chứng minh điều gì cả chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc khi có nhau thế thôi cảm ơn bạn trước đó lệ quyên cũng từng chia sẻ với giới truyền thông việc bạn trai phải hy sinh rất nhiều khi mà quen cô thật sự bạn ấy chịu rất nhiều thiệt thòi mọi người thường chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng nhưng ít ai thấy được những hy sinh thầm lặng đặc biệt là khi người đàn ông tạm quên đi khát khao của mình trước đây bạn ấy bận rộn với công việc riêng nhưng khi yêu tôi bạn ấy cất những ước mơ đi để toàn tâm toàn ý hỗ trợ tôi điều đó tạo cho tôi nhiều sức ép nhưng đồng thời cũng rất trân trọng khi bạn ấy làm vậy vì tôi bạn nghĩ sao về mối tình của Lệ Quyên Lâm Bảo Châu? Hãy chia sẻ quan điểm của mình để chúng tôi được biết nha. Nối tiếp Ngọc Châu, một áo hậu bị déo gọi chuyện gian dối học vấn hoa hậu ngọc châu thời gian qua đã gây xôn xao dư luận về câu chuyện học vấn bản thân cô nàng đã lên tiếng thừa nhận việc không thể tốt nghiệp do là quá hạn bảo lưu. để mới đây thì lona kiều loan chính là người đẹp tiếp theo bị déo tên vào nghi vấn gian dối học vấn. cụ thể thì một số diễn đàn nhan sắc bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là kết quả thi đại học của nàng hậu và rồi lona kiều loan đã gây bất ngờ về số điểm thấp dưới trung bình cho cụm bài thi khoa học tự nhiên. Đặc biệt, điểm thi môn toán của nàng hậu chỉ vòn vẹn 5,6, dù trước đó từng là một học sinh chuyên toán. À, dù chưa được kiểm chứng rõ ràng nhưng mà bảng điểm này vẫn khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán. Trước đó thì Lona Kiều Loan cũng từng lỡ lời khi chia sẻ chuyện được 9,5 môn văn trong kỳ thi đại học. Tuy nhiên thì cô nàng đã nhanh chóng đính chính ngay sau đó, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả. Bạn nghĩ sao về kết quả học tập bị khui của Lona Kiều Loan? Hậu tin đồn yêu đương Hậu Thiên Ân Phát La đi du lịch chung nhưng né nhau. Thưa quý vị, với việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau thì Hậu Đoàn Thiên Ân và diễn viên Phát La đã vướng nghi vấn yêu đương. Tuy nhiên thì người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Mới đây, Thiên Ân đã chia sẻ loạt khoảnh khắc khi đi du lịch ở Hàn Quốc. Theo đó, thì nàng hậu diện trang phục trẻ trung, năng động, khoe nhan sắc ngọt ngào trên đường phố. Đáng nói nha, không lâu sau đó thì Phát La cũng có màn check-in tại Hàn Quốc. Cụ thể, thì nam diễn viên đã chia sẻ hình ảnh đi cùng với vợ chồng của Trường Giang Nhã Phương. Từ đây, dân tình đã đặt nghi vấn cả hai đi du lịch cùng nhau, nhưng mà né chụp hình chung cũng như là đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Chưa kể việc Thiên Ân và Phát La cùng xuất hiện với vợ chồng người khó là điều dễ hiểu, bởi lẽ trước đó thì cả hai thường xuyên có mặt trong những buổi đi chơi đi ăn hay là đi xem phim và không ngại công khai những khoảnh khắc vui vẻ với công chúng. Từ những sự kiện này thì nhiều người cho rằng là Thiên Ân phát la đi du lịch chung nhưng mà đã né nhau để không khơi gợi lại tin đồn yêu đương giấy lên trước đó. Tuy nhiên thì thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi. Hàng túi công khai người yêu mới hậu ly hôn lần hai. Hôn mâm hàng túi Nguyễn Bích Hằng dù không phải nghệ sĩ song cô nàng lại là gương mặt quen thuộc với người dùng mạng xã hội. Hàng Tú hiện đang là chủ chuỗi cửa hàng bán đồ chăm sóc mẹ và bé nổi tiếng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ Hàng Tú được nhiều người chú ý là bởi ngoại hình ưa nhìn cùng khả năng kinh doanh tài tình. Mặc dù xinh đẹp giỏi giang nhưng mà đường tình duyên của Hàng Tú lại khá là lận đận. Cô nàng đã trải qua hai đời chồng đính kèm là vô số những ồn ào thị phi. Sau khi ly hôn với chồng cũ Đăng Nguyên, em trai của nam ca sĩ Đăng Khôi, Hằng Túi đã nuôi hai con và đi thêm bước nữa với kiến trúc sư điển trai Tiến Dũng. Đám cưới của cặp đôi khi đó cũng nhận được nhiều sự quan tâm. À, trong cuộc hôn nhân sau thì Hằng Túi có thêm ba nhóc tỳ đáng yêu. Cô nàng còn nhận thêm một em bé nữa và tuy nhiên thì sau 5 năm chung sống, cặp đôi không còn xuất hiện chung như trước. Từ đây thì nhiều người ra lời đồn đoán là cả hai đã toang tình. Trong thời gian đó thì Hằng Túi luôn giữ im lặng về đời tư. Cho đến mới đây, Hằng Túi bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ công khai với người yêu mới, đính kèm dòng trạng Thái. đồn thổi nhiều kịch bản quá nên công khai luôn để tất cả chúng ta cùng tập trung làm việc. Động thái này của bà mẹ sáu con nhưng ngầm khẳng định đã tan vỡ lần hai. Chia sẻ về lý do hàng túi bọc bạch, chuyện cũ đã qua không ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai cũng không cãi nhau không phản bội chỉ là không còn chung tư tưởng, quan điểm và cách sống lâu dần không còn tình cảm nên dù đã cố gắng cũng không thể hàn gắn. Gia đình và con cái hai bên cùng chung trách nhiệm và yêu thương. Sau một thời gian thì cả hai đều đã có người mới và hoàn toàn không có sự lừa dối hay là phản bội gì từ đối phương. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ mới nhất về đời tư của hàng túi? Son Chai Chin tái xuất sự kiện thời trang thần thái ra sao? Mặc dù đã hoạt động trở lại sau thời gian dài ở ẩn chăm sóc con trai bé nhỏ, song phải đến dạng sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Son Chai Chin mới chính thức tái xuất sâu diễn của một thương hiệu thời trang do cô làm đại sứ. Vâng thưa quý vị xuất hiện trong show diễn này thì nữ diễn viên đã diện một outfit đầy cá tính với tông màu đen trắng đơn giản. Đi kèm trang phục nữ diễn viên đã lựa chọn mẫu túi dáng hộp đơn giản và đôi bút thấp mũi vuông trendy cùng màu để phù hợp với bộ đồ. Đáng nói nha, nửa kia của Huynh Bin còn khoe chọn vóc dáng lý tưởng cùng đôi chân dài thon gọn khi diện trước quần phong ngắn dáng bồng. Không những thu hút được sự chú ý vì outfit ấn tượng mà Son Jae Jin còn nhận được nhiều lời khen có cánh với nhan sắc trẻ trung rạng rỡ. Dù gương mặt có phần tròn trịa hơn hậu sinh con, nhưng mà nữ diễn viên vẫn khiến dân tình phải suýt xoa với nhan sắc xinh đẹp trong trẻo. Bên cạnh đó thì kiểu tóc óng đen suôn mượt cũng làm tôn lên đường nét khuôn mặt của Son Jae Jin. Bạn nghĩ sao trước màn tái xuất này của cô nàng? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha. Cô Cô Ly giải quyết ồn thỏa vấn đề tài sản trước khi qua đời. Như Ibis đã đưa tin trước đó, sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ đình đám Lee hiện vẫn không thể khiến người ta hết bàng hoàng. Người ngoài cuộc có thể ngỡ ngàng, ngơ ngác, tuy nhiên người trong cuộc là nghệ sĩ quá cố đã có những chuẩn bị chu đáo cho hành trình mới này. Không chỉ để lại lời nhắn đầy ngọt ngào cho khán giả với nội dung, tôi cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi. Có được sự khích lệ từ các bạn, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các bạn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Tôi nhớ các bạn nhiều lắm. Tôi cũng đang không ngừng cố gắng. Nhớ các bạn rất nhiều. Mà cô Coley còn giải quyết ổn thỏa vấn đề tài sản trước khi ra đi mãi mãi. Về vấn đề này, theo nguồn tin từ Sweet Headline thì tài sản của nữ ca sĩ Mỹ gốc Hoa vượt mức 1 tỷ Hồng Kông đô la, khoảng 128 triệu đô la Mỹ, bao gồm bất động sản, cổ phần công ty, doanh thu từ sản xuất âm nhạc, tham gia show truyền hình đã được chuyển cho người mẹ của cô, người một mình vất vả nuôi ba chị em trưởng thành. Mẹ nữ ca sĩ cũng là người đầu tiên phát hiện ra con gái bất tỉnh tại nhà riêng. Ngay lập tức bà đã liên hệ với hai chị gái của Cocoli để đưa con gái tới bệnh viện nhưng đã quá muộn. Cocoli rơi vào trạng thái hôn mê tại bệnh viện cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 7. Carol và Nancy, hai chị gái của Cocoli, đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân sau khi nữ ca sĩ qua đời. 29 năm qua em đã được ghi nhận trên toàn cầu với những ca khúc bán chạy, chinh phục khán giả bằng những tiết mục biểu diễn tuyệt vời. Hai chị tự hào về em, là thành viên của gia đình Coco, chúng tôi biết ơn và vinh dự khi có một người em tài năng như vậy. Cảm ơn Chúa đã gửi tới chúng tôi một thiên thần tốt bụng như thế. Hai chị biết giờ đây em tới một nơi hạnh phúc hơn, nơi không còn nỗi đau. Hai chị tin Chúa sẽ che chở cho em. Giờ trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là chăm sóc cho mẹ già. Tôi hy vọng mọi người sẽ cầu nguyện cho người phụ nữ đáng thương này vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc giải trí ibis ngày hôm nay hồng ngọc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình kế tiếp còn bây giờ thì xin chào